Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một cậu bé nổi tiếng vì hát hay. Dân làng ai ai cũng yêu thích những bài hát của cậu nên cậu thường xuyên được gọi đến nhà văn hóa để hát cho cả làng nghe, vì thế cậu cũng có chút thu nhập từ việc hát hò. Dạo gần đây trong làng liên tiếp xảy ra những vụ tự tử của những đứa trẻ có suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Lấy cảm hứng từ sự kiện đó, cậu sáng tác một ca khúc nhằm mục đích cảnh tỉnh mọi người hãy quan tâm nhiều hơn đến con em mình. Tuy nhiên cậu lại bị các bô lão trong làng đổ lỗi vì bài hát của cậu khiến nhiều đứa trẻ có suy nghĩ tiêu cực hơn. Cậu quyết định không đi hát ở làng mình nữa mà sang làng khác hát để truyền tải thông điệp đó. Ai dè trưởng làng phát hiện ra và yêu cầu cấm hát ca khúc đó, đồng thời tịch thu toàn bộ thu nhập từ việc đi hát của cậu. Từ đó cậu đâm ra chán nản rồi cũng từ bỏ nghiệp ca hát, từ đây về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Ngày này ngày nay ở Việt Nam cũng xảy ra tình huống tương tự. Chỉ không biết là sau này Sơn Tùng MPP có về quê nuôi cá và trồng rau hay không.